Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Tài Vlog của mình nha. Hiện tại bây giờ là 4 giờ khuya mọi người, 4 giờ sáng chứ. Hôm nay hai chú cháu mình sẽ đi lấy cam về bán. Lấy cam về bán nha mọi người. Mình sẽ đi quất nguyên một xe cam về để chú cháu mình bán nha. Thì nói chung là quất xe cam về cho em Duy, em Duy ngồi bán. Tại vì hiện tại bây giờ cái bằng lái của mình á, trong thời gian mà cái bằng lái của mình chưa có chạy được á, thì thời gian rảnh để làm gì mọi người? Đó, thời gian rảnh để làm gì? Bây giờ anh em mình sẽ đi lấy cam về bán nha. Đó, đi lấy quất một xe cam về luôn. Đó, bây giờ thì xe tải hiện tại bây giờ đang ở Vĩnh Long về gần tới rồi mọi người, cho nên là bây giờ chú cháu mình sẽ chạy ra nha, chạy ra sát bên nè. Chạy ra sát bên nè, chứ xe tải lớn người ta không có vô đây, cho nên là bắt buộc phải chạy ra lấy đó. Chú cháu mình sẽ chạy ra lấy nha mọi người. Nãy giờ ngủ mà điện thoại không thức luôn. Ngủ điện thoại không thức luôn mọi người. Đẻ lên, nhanh lên. Bây giờ đang nhanh lên. Ok, bây giờ mình sẽ lên, mình dời xe ra. Hiện tại bây giờ xe mình đậu như gì nè mọi người. Hiện tại bây giờ thôi, ok, bây giờ mình lên, mình dời xe ra trước đi. Bây giờ trời. Ok. Ok, bây giờ giờ xe ra thôi. Kiến hậu dẫn xe Honda vô cái mới được. Xong chưa? Xong thì giọt. Uống nước uống nôi gì chưa? Ây da. Giờ anh hết hồn tự nhiên. Cái nhà nó thay cái ngồi đó. Đã coi ve rồi chứ. Tại do tắt chuông nè thì
cái chuông này nghe ông. Thấy tội nghiệp.
này, tại vì cái đường này á, thì xe tải lớn vô được nha mọi người. Cái lần sau á, thì mình sẽ hợp đồng với cái anh xe tải kêu anh chạy vô đây luôn. Tại từ xã An Xuyên chạy vô tới nhà mình thì cũng sát bên nè, không có xa xôi gì mấy. Nên mai mốt kêu anh chạy vô luôn đi, mình khỏi mất công mình chạy ra mình lấy. Xăng dầu đi à, không, thay vì mình chạy ra nó cũng vậy đúng không, thay, mình gửi thêm chút xíu phí xăng dầu đi để anh ấy chạy vô nè, chút xíu gửi cho anh ấy một hộp qua nít hai này nè để anh ấy sử dụng đi ha, gửi tặng cho đồng nghiệp đi. Chút xíu nữa mình sẽ gửi tặng cho đồng nghiệp một cái hũ qua thứ hai này để mà đồng nghiệp sử dụng nha. Đồng nghiệp xe tải thì mới đi từ Vĩnh Long về luôn, từ Vĩnh Long về luôn, và hiện tại bây giờ phải đi giao huyện nữa, cho nên là giao cho mình xong là bạn ấy là đi huyện giao luôn á. Lên tới Đà Lạt xong á, mới bắt đầu chia ra là trả hàng cho cái điện quyền. Đúng rồi. Ok, bây giờ mình đậu đây, mình chờ đi. Tại vì bạn ấy đi giao hàng bên kia á. Bạn ấy đi giao hàng bên kia đó, bây giờ mình đậu đây, mình điện thoại cho bạn ấy coi bạn ấy ở đâu rồi. Đúng rồi. Lâu lắm mới thấy cái điện thoại sạc được 100 pin. Im mà nghe, im mà nghe. Ý không nghe. Mình nghĩ là chắc là anh ấy đang xuống hàng đó, cho nên không thể nghe máy được. Thôi giờ mình mở ưu tiên, mình đậu ở đây đi. Xuống xe chơi chút đi. Ok. Ở đây là cái khu vực chợ cầu cống này, cống gì ta, đây là khu vực phường 9 nha mọi người. Từ đằng kia là cái khách sạn Best, đằng kia là khách sạn Best, phía xa đằng kia là cái cổng chào của phường 9. Cái này nhìn thấy giống Đà Lạt không? Phường 9 là thấy giống rồi, bên trên đó là cũng đường đôi, ở đây là cũng đường đôi luôn. Hiện tại bây giờ mình với Caramel Di Hí ở đây chờ mọi người, chờ cho xe tải lại. Bảo thì cameraman nhưng mà lúc nào chú Trung cũng cầm cái cam mình đang không. Caramel mà không có cầm cam vậy chứ. Tại vì hồi nãy là anh xe tải anh chờ mình, nhưng mà anh không có cho mình hay trước mọi người, ổng không có cho mình hay trước là xe về tới mấy giờ, tầm khoảng mấy giờ, cho nên là mình tới lúc mà ổng về tới cái ổng mới điện. Ổng điện thì mình đang còn trong nhà, mình phải sửa soạn được chứ, sửa soạn simi được chứ, phải ăn bận quần áo rồi vô đánh răng rửa mặt này kia đủ chứ. Nói chung chạy ra đây cũng vòng vòng cũng nửa tiếng đó. Này. Mà ảnh chờ lâu quá cái ảnh nói thôi
Để em đi giao phía bên đây trước đi rồi xong em quay lại. Đó, bây giờ tới đây điện thoại thuê bao. Tăng 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 không bắt máy. Rồi hả? Thế này là sao? Mình chưa chuẩn bị xong nha mọi người, mình còn chưa cạo cái phần rồi mà cái ấy trên mắt mà đã phải đi luôn rồi. Đang ngủ ngon trời ơi. Chứ chung với có cửa kia cái rắm trời ơi hết hồn muốn dí giật mình vậy. Ủa thằng trộm hả? Ê, mình chạy dài này kia coi có quán cà phê nào không ta? Thì lên thử mới biết được. Dạ, kia còn quán cà phê nào mở không? Mình ghé mình cà phê luôn đi. À, ok. Ok, dạ. Kiến nè, tại mình đậu nó bị ố á. Lao ở trong trước, lao trong trước. Ở đây không có quán cà phê. Dạo một vòng cái vòng xoay chơi đi. Đây là cái vòng xoay mà phường chính nha mọi người. Đây nè, quán phê nè, rồi thôi quán phê Miêu nè, vòng lại mọi người ơi, có quán phê uống rồi, có quán cà phê uống rồi. Ui đằng này qua chỗ dòng xe này cà phê nhóc. Ui giờ này cũng 4:30 à. Quán cà phê cũng mở hết à. Đây không có nè. Nhưng mà đậu giữa ngã tư không được. Đúng rồi, đậu ngay dòng xe đâu có được đâu. Vì là xe gì à? Không biết hồi anh đậu đâu đâu. Ảnh đậu ở đây nè, ở đó nó rộng gãi. Ê em thấy mình đậu ngay vòng xoay đó đi, vòng xoay nó có chỗ đậu kìa. Không được à? Xe mình gầm cáo mà. Chợ.
Ủa đi có mình hả? Ờ. Trời ơi. Chiến nãy giờ. Chiến nãy giờ luôn hả? Nội rồi vừa chạy vừa bóc vậy đó hả? Này mốt tiện là ngoan. Mốt tiện là tiện thì tiện em luôn nè. Ủa vậy là mình giao nhiều hàng lắm hả? À, đây 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 đây, đây hàng của mình đây. Không phải đâu. À, hay là trên đó là vô khên vậy đấy hả? Khên có bột bao có dạ. Từ từ quá nhãn ta đó nghe. Rồi coi ảnh đưa cái nào thì lấy cái đó. Khoan khoan để giờ sát sát vô một tí nữa. Chưa. Năm trăm ký. Giờ lấy cam nước mình đổ luôn được không? Ừ. Là cái phải để riêng mới được chứ về nhà không biết lửa đường lửa nha. Rồi. Là em đi theo mấy xe rau Đà Lạt mấy dạng 3-4 đòn. Này đổ ra ta. Cái đồ cổ này vô là còn gõ đó nhiêu ký? 40 ký á. 40 ký mà nhân 500 ký. Em cho được không? Cho cho năm và 200 ký trước. Ê bây giờ mình mượn gỗ luôn được không? Mượn gỗ thì được đó. Mượn gỗ về đi. Rồi, mình cũng gõ đó. Ừ, cũng gõ luôn đi. Mới xe lướt nè, gửi tặng đồng chí Hữu qua nít 2 dùng thử. Cái gì? Là cái này là viên ngậm tỉnh ngủ đó, khi nào mà đồng chí mệt mỏi buồn ngủ á, lấy ra một viên ngậm vô nó sẽ giúp mình tỉnh táo từ 3 đến 4 giờ. Đó, trường hợp này 30 viên nè. Cảm ơn anh nha. Rồi bây giờ tính tiền đi. Lúc nào chú chạy và chú buồn ngủ á, cái này cái này chạy đêm chạy hôm là thấy cái buồn ngủ là chắc rồi đó, không có lính lát gì chứ. Cũng có tài nữa mà. Vậy hả? Nãy nó kẹt rồi. Ừ. Sử dụng thử đi. Rồi, có anh
Hồi sáng á, tôi là 2 triệu là trừ ra 40 kg. Này hôm nay mình 86 nè. 888. 888. Đúng không? Ừ. Ở kia là 300 rồi. Còn 2.080.000. Hả? 2.080.000. 2.080.000. 2.080.000. Dạ. 2 triệu. Dạ. Anh có cái xong rồi, cái gỗ anh gửi cho thằng bà bán cao một cái nha. Ok ok. Nè, gửi đồng chí 20 ngàn không khơi luôn đi. Cảm ơn nha. Rồi, bye bye đồng chí nha. Rồi. Thôi chị tôi về nha. Rồi, cũng, ok. Anh định bán cái cây đúng không? Ờ. Cái cây anh muốn bán cái cây cam hoặc bán gì nữa không? Từ khởi nghiệp từ từ đi. Ừ, em tính bán cam với dưa hấu. Được không? Ok. Hai loại thôi. Dưa hấu được, kiếm dưa hấu loại tốt cho anh bán. Ê, ở chợ anh có mía không? Mía có chứ. Mía có hả? Mình mía để ép nước thôi. Ừ, đúng rồi. Nếu vậy tính làm mía để ép nước nữa đó. Mía ép tại nhà đúng không? Đúng rồi. Ép không tính đi lấy mía về giao lại luôn, vừa bán ép mà vừa giao lại luôn á. Giao lại không đi mía. À, không có đi mía phải không? Thì là mình đi đường quảng lộ hay là đường quốc lộ? Quảng lộ luôn, nhưng mà quảng lộ thì nhiều. Quảng lộ thì mía nhiều lắm. Vậy đúng rồi. Ờ. À. Anh muốn giao lại thì anh đi trên nhà mới lời chứ coi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mía là đúng anh nghe, nếu dùng này á mình làm cái quy mô và bằng ừ. Có máy gọt vỏ. Đúng rồi. Sắm máy luôn. Ừ, cắt cành cho người ta. Bây giờ thí dụ như mà từ Hậu Giang chở mía về đây. Tính giá cước sao? Tôi cũng chưa biết nữa, anh cứ anh tôi còn một chiếc xe 3 tấn nữa. Vậy hả? Chú anh có nhu cầu xe alo tôi. Ờ. Cũng là xe Nhật thôi. Vậy là anh này xe nhà mình luôn. Xe nhà. Ok. Rồi, bye bye. Rồi. Anh đi nha. Ok anh. Rồi đi anh. Bây giờ lại quán cà phê, ngồi uống cà phê xíu nha mọi người. Đúng rồi. Đóng đậy thùng lại. Đậy thùng lại chưa? Trời ơi. Đậy kính chưa? Rồi, chạy nó rớt giữa đường nó chết luôn á. Ủa quay chưa vậy? Quay rồi. Quay nãy giờ ạ. Ok, bây giờ chạy về quán cà phê, mình ngồi cà phê một chút xíu nữa đi rồi hả về. Trời ơi, nó muốn nhọng đầu lên luôn kìa. Chắc nó nặng quá rồi. Nặng như vậy có 500 kg mà nặng cái gì. Chứ sao mà nó muốn nhọng đầu lên. Ủa chắc 500 kg lên chạy im ha. À, chạy xe cảm giác nó im như du lịch vậy. Xe này mà xe này mà chở đúng tải của nó chạy im lắm nha. Còn mà nó không im đâu. Còn chở quá tải là chạy không nổi. Đây là mấy cái dàn xe đông lạnh ở đây, cái dòng 4 giò này trước. Chứ đâu có thể nào đi luôn được. Ok. Quay tới đầu tính tới đó đi. Trời ơi. Ok mọi người. Bây giờ uống cà phê xong rồi. Giờ mình chú cháu mình giọt thôi. Giọt về. Ủa sao cái đèn này nó hết cháy nữa rồi. Chú phải bật xem bên này chứ. Rồi bây giờ chú cháu mình sẽ về và soạn hàng ra để bán nha mọi người. Đó. Bán rất là rẻ luôn. Cho cháu ăn bánh mì. Bữa giờ thèm bánh mì buổi sáng lắm rồi. Để giúp tôi chạy cầu số 3 đó. Chạy lên cầu số 3 nó mua đi. Đằng này cũng có nè. Ồ. Đây nè. Đâu trời là cơm sáng.
Ủa? À đây 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 đây. Mì này là có anh mì. Thấy không ạ? Ây da, ok mọi người. À, hai anh em mình chuẩn bị tới nhà mọi người ơi. Bây giờ vô tới nhà sửa soạn sửa soạn xi mi. Sửa soạn xi mi rồi, bắt đầu sáng nay mình tiến hành mình khai trương bữa đầu tiên luôn nha mọi người. À, anh em nào, anh em cô gì chú bác nào mà ở khu vực mà cầu xã An Xuyên á, ở đây ủng hộ anh em mình nha. Ok, bây giờ cái video xin kết thúc tại đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau đi. Ok, bye bye.